ベトナム、日本よりも狭いその国は実は米の輸出量世界第3位の農業大国。特に南部のメコン川周辺に広がるメコンデルタは豊かな実りをもたらす肥沃な稲作地帯。2期作3期作が当たり前というその土地で、久保田はどんな風に農家の暮らしに役立ってきたのか。カンボジアに隣接するアンジャン省チャウフー県で長く米農家を続けてきたケットさん一家にお話を聞きました。Như hồi trước kia cái mảnh đất này thì ông già ông để lại được có một hectare rưỡi cho tôi. Bây giờ ở tại chỗ này thì một năm làm được hai vụ, sản xuất được năng suất nó cao và nó nhiều hơn. Mà nó nhiều vụ nữa thì nếu tôi mua máy của ta này là hồi mua máy của ta tới giờ là nó trên 20 năm. Trước đó là trâu bò, nhưng mà mình khi mình làm máy á, thì một ngày nó phát triển thêm, nó mở rộng được là coi như cái diện tích cao hơn, cái nguồn thu nhập nó có, cho nên nó là coi như mình thì nói chung tuổi tôi thì bây giờ lớn rồi, rồi là coi như bây giờ thôi, bây giờ để cho con nó làm rồi mình không thẳng hưởng thụ cái tuổi già mình, chứ bây giờ đi làm riết cũng quá cực đi, nhưng mà coi như làm thì cũng phải làm. Dạ, nếu mà làm năm chung với ông già thì năm nay nữa được 26 năm, còn nếu làm riêng thì được 18 năm, là tới năm 14 tuổi nó cho lái. Mình tìm hiểu tới thằng kia thì thằng kia không bền bằng này, thì với cha chuyện thì con nói thấy ổng xài thấy bền quá mình mới đi theo. Dạ, em muốn tăng thêm cái thửa ruộng của mình thêm thôi, chứ còn hắn giờ chạy được, nó xuống chẹt lên chẹt vẫn được bình thường. Rồi chạy ra ngoài ruộng cũng vậy, có ruộng rồi có máy. Đằng sau này con cái có vợ có chồng thì mình phải cho nó đằng gì nó phát triển đó, để mình lo cho mình không sao được, lo cho mình đủ ăn không á thì con cái sau này nó khổ. Thì phải phấn đấu mà lo cho con cái thêm rất là nhiều. そう語ってくれたケットさん親子の笑顔はとても優しく力強く、この土地で米農家として生きる誇りと喜びが刻まれていました。Xin cảm ơn cô ta. Xin cảm ơn cô ta.壁がある、だから行く。